Hello, xin chào các bác. Vâng, thì hôm trước em có làm clip là em mua một cái loa để cho dùng cho chiếc máy PC của em ấy, với giá gần 500 nghìn, hơn 400 nghìn ấy. Thì thực sự là em thấy hơi 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 chán, bởi vì cái loa nó kém quá. Thế là em quyết định lên Shopee em tìm một loa khác. Thì trong cái thời gian gần đây em đang thấy rộ lên cái loa này này. Đó, các bạn nhìn thấy à, là Hartmann, Karen, Gold, cộng vào đây thì tất cả những cái hãng chính hãng ấy. Thì thời gian ngày xưa em nhớ không nhầm nó là rơi tầm 7 triệu. Thì gần đây tất cả các hãng, rất là nhiều cửa hàng nổi tiếng trên tại Việt Nam, ví dụ là Cellphone S hay là Hoàng Hà Mobile hay là Mai Nguyên, thì có giảm giá cái sản phẩm loa này với mức giá chỉ tầm 5 triệu rưỡi thôi, bởi vì ngày trước là 7 triệu, hơn 7 triệu ấy, thì bây giờ chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Và em thấy kênh Shopee của một bác ở Hải Phòng, hình như là mới mở tại siêu rẻ thì phải, thì bán cái loa này với mức giá chỉ có 4 triệu 990 nghìn thôi, đó cả vận chuyển vào đây là 5 triệu 048 nghìn thế này. Đấy, thì em đặt luôn cái loa này về để em dùng, bởi vì là thực sự cái xem rất thích loa này, nhưng mà với mức giá là tầm trên 7 triệu thì có nhiều con sự lựa chọn khác. Thế này thành ra em rất lăn tăn, ví dụ như là trên 7 triệu thì em có thể mua được con Party Box của JBL bản mini ấy, hoặc là một số hàng khác, Marcel các thứ ấy. Thì rất là lăn tăn, nhưng sản phẩm này giảm giá còn có 5 triệu thì em quyết định em mua nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, đó, mua ngay tại Việt Nam thôi, vận chuyển bởi đơn vị vận chuyển Giang tiết kiệm này đó, tổng tiền hàng thì hết năm hơn 5 triệu, em mua và em nhận thanh toán COD, nhận hàng thanh toán. Bây giờ em thử mở hộp xem nó như thế nào các bác nhá. À, khui một cái đóng gói ở Việt Nam thì đơn giản như này thôi, chỉ có túi đen thôi. Đó. À. Bên trong là thùng hoa luôn rồi này. Đúng rồi. À, bao nhiêu không? Hartmann Current Go Play này nha. Hartmann Current Go Play. Đây, giá niêm yết ngày xưa là bên đấy người ta bán là 5 triệu 580 nghìn, thì bây giờ là chỉ ở cái mạng 4 triệu 990 nghìn thôi. Đó, link của Shopee thì em để bên dưới nha các bạn, các bạn đặt hàng thoải mái đi. Đây các bạn thể nhìn nha. Đó. Đây là một phiên bản của chính hãng luôn. Đó. Ngay phía trên này thì có cái hướng dẫn kế hoạch bảo hành điện tử này. Đó, các bạn nhìn thấy không? DKH này, dấu cách soạn CM của sản phẩm và gửi mã này. Để kế hoạch bảo hành điện tử với mức phí là 100 nghìn đồng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây là một sản phẩm chính hãng. Đó, được nhập khẩu bởi công ty Phúc Giang, có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây, và sản phẩm này em mua của một cửa hàng tại Hà Nội, tại Hải Phòng nhé. Thì ở trên các bác ấy thì em sẽ để đường link phía dưới mô tả cho các bác xem. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi. Ở bên này thì có đầy đủ các giới thiệu sản phẩm, chúng ta có thể hiểu được luôn này. Các bạn nhìn thấy nhá. Hỗ trợ bảo tốt nhá. Pin phải lên 8 giờ chơi liên tục. Có thời gian chơi lên 8 giờ này. Đó. Thì ở đây nó có hỗ trợ sạc và có thể sạc được cho cả điện thoại luôn. Đó, đầu cổng ra là USB. Đó, có hai mic cho chất lượng ghi âm và điều khiển hệ thống tốt nhất này. Đó, cho độ không dây âm thanh là được đua kênh. Đó, có gì đâu, rất là cao cấp nha. Tất cả các tính năng bên trong hộp thì gồm có sạc và một cái sản phẩm. Đó, sạc sản phẩm này là 25W. Đó, các bạn nhìn thấy không? Sạc 25W đây này. Đó. Beautiful Show Hartmann Current. Đó, có nghĩa là đây là một sản phẩm âm thanh rất là hay, rất là đẹp, đúng không? Đó, thằng nhà xuất là quảng cáo như vậy. Có rất là nhiều mã vạch ở phía này. Đấy, bên này thì có ảnh của sản phẩm này. Các bạn nhìn thấy như một chiếc tay sách này nhá. À, ảnh sản phẩm như này. Đó, bên này nó chỉ ảnh sản phẩm mà nó không có thông tin gì nhiều như bên kia. Nó chỉ có giới thiệu cái cơ bản là nó có hai mic thôi. Đó, bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Sản phẩm hoàn toàn nguyên siêu các bạn này. Đó, hoàn toàn nguyên siêu đây. Đây, đó. Ok, bây giờ em sẽ mở hộp thôi xong rồi. Bên trong là nó luôn là chỉ có sạc vào một cái sản phẩm chính là cái la thôi. Đó, bây giờ mở nha. Hộp khá to đây. À. À, tay sách ở trên cái tay sách nó có các cái phím điều khiển này. À, play power này, to này, nhỏ này, phím nguồn này, phím Bluetooth này. Đó, em sẽ mở nha. Đó, rất là nhiều phụ kiện kèm theo luôn, chứ không chỉ riêng sạc máy đâu.
Đây, nó có một cái adapter sạc rất là khủng khiếp này các bác này. Nhìn như một chiếc adapter sạc của một chiếc máy tính luôn. Đó. Dòng ra là 19V 3A. Đó là 19V 3A. Nó như một chiếc chiếc sạc của một chiếc laptop luôn. Cái này dùng chung sạc của laptop được luôn đấy. 19V 3A. Đó, các bác nhìn thấy nhá. Đó. Của nguồn rất là xịn. Đây, đầu cắm hai chân giống như của Sony này. Giống như của những chiếc radio, những chiếc thiết bị điện tử bây giờ đa phần là dùng này. Đó, một cái sạc bên này, thiết bị cần thêm tiếp này. À đây có một dây cắm điện đây rồi, một chiếc dây cắm điện này. Đó. Kèm theo đó, ô thêm một chiếc dây cắm điện nữa này, là hai cái. Cho những hai cái cả. Hai cái liền. Nghe khủng khiếp. À, cái này là những các nước khác nhau các bạn. Đây, đây là một cái nữa là cái dân này chân chéo này. Cái này dùng cho thị trường Úc thì phải. Đây có một cái chân tròn cho thị trường Việt Nam đây. Đây là một cái chân đây có là chân tròn rất là cầu kỳ luôn, họ cho rất là nhiều chân sạc nguồn vào đây. Đó, trên này thì có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là phiếu bảo hành cho nằm ở đây. Đó. Đây, không quan tâm đến cái thứ đấy, bởi vì cái đấy không quan tâm nhiều mà quan tâm đến cái này này. Đây con này. Đây. Đó, bỏ hộp qua bên nhá. Đây. Không quá là to như em tưởng tượng. Bởi vì là thực sự là em chỉ nhìn thấy hình ảnh ở trên sản phẩm này trên đấy thôi. Chỉ sản phẩm này ở trên mạng thôi, hình ảnh thôi chứ em chưa cầm trên tay bao giờ. Đây là lần đầu tiên được em cầm sản phẩm này trên tay. Đó. Đây các bạn nhé. Không quá là to đâu. Cũng rất là nhỏ gọn. Sách. Đây các bạn nhìn nha. Đó. Phía bên này có cái cổng kết nối này. Cũng giống như chiếc Sony, chiếc LG mà trước em đã từng review ấy. Bây giờ em sẽ quay gần lên máy quay phim lại nhá. Đây các bạn thấy này. Đây. Bên này nó sẽ có cái trung tâm kết nối. À, cũng được che đậy cẩn thận thì các bác có thể nhìn thấy này. Nó cũng sẽ có một cổng USB, cái này dùng để sạc cho điện thoại được này. Đó, AUX và cổng nguồn đây. Đấy nhá. Đấy, các bác nhìn đây. Đây có một cái cổng micro USB này, một cổng USB dùng để cấp nguồn có thể sạc được cho điện thoại này. Một cổng 3.5 và một cổng nguồn như này thôi. Nó đơn giản như vậy thôi. Rất tiếc ở đây chỉ là cổng micro USB thôi. Không biết là cái này để làm gì, ở đây nó ghi chữ là survive. Dịch vụ không biết là cái gì. Đó, em chưa tìm hiểu qua nhưng em chỉ biết là cái này nghe Bluetooth thôi. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy. Cái này lắp cũng khá là chặt, cũng giống như chiếc Sony ấy, à chiếc LG mà em được review ấy. Đó. Cái gì đấy em cho bác nhắn tin trên kênh của em rồi, em cho các bác em rồi, bác không dùng nữa. Ở phía trước này chỉ có tên thương hiệu Hamakaran thôi này, không có một cái thông tin gì nữa. Phía dưới này để xem này. Đây dưới này nó sẽ có thông tin, có dãy số serial number không nhỉ. Đây nó có in thông tin của hãng này, những công nghệ kết nối cũng như là những tiêu chuẩn này. Đó, không biết là serial number nằm đâu, khả năng đây là cái serial number này được dán lên đây. Sản xuất tại Trung Quốc. Không thấy serial number này trên này. Cái này có tên modem là GoPlay Hamakaran ở đây. Em tìm xem cái serial number nằm ở đâu và xem hộp nó có serial number không. Thì vừa đấy được serial number mà nhắn đến để bảo hành trước. Đúng rồi, ở trên họ cũng có C này. Cũng có C này, xem có giống không. À đúng rồi, cái C number của sản phẩm nó nằm ở đây. Và nó trùng hộp nhé các bác nhé. Đó là sản phẩm chính hãng và sản phẩm chuẩn, nó phải như vậy. C number nằm ở đây và trùng với hộp. Đó. Cũng là cái giá này thôi. Đó, ok. Bây giờ em sẽ đi vào phần chính là thử cái loa này xem như thế nào. Nó có những cái chất bắt ở dưới này. Đó, bây giờ mở nguồn nhá. Phía trên này nó là phím nguồn để điều khiển này. Rất đơn giản thôi. Cái này chắc là cọc để báo pin này. Cái này là phím nguồn này. Có đèn sáng này. Phía này phím nhỏ tiếng, phím to tiếng này. Phía có play power này. Đây là báo Bluetooth này. Và bây giờ em mở nguồn này. Ờ, còn một vài pin thôi. Đó, các bạn thấy nghe âm thanh quen thuộc của... Đó, âm thanh quen thuộc báo cái nối Bluetooth của Hamakaran đâu. Đó. Bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth nhá. Này. Em đang có một chiếc iPhone này. Sẽ kết nối Bluetooth nào. Đó, nó tiếc là chỉ một vạch pin này, không biết có đủ nghe hay không.
quá. Không bằng cái lần đâu. Bây giờ nhầm vào cái nối vào cái Android TV Box của FPT mất rồi. Đây là các bạn nhìn thấy không? Tên của nó sẽ là HK Go Play này. Ấn vào cái nối này. Ok, khi cái nối được thì tất cả đèn nó sẽ sáng luôn. Đó, sáng màu trắng nhá. Bây giờ sẽ mở nhạc. Ấn thử này luôn xem nó có nhạc không nào. Đó, tất nhiên là chưa mở nhạc, chưa lên rồi. Đó, sẽ thử mở một bản nhạc xem nào. Tìm một bản remix nào đó nhỉ. Đấy nhá, thử tìm một bản bên này. Thanh phải nói là quá đẳng cấp luôn. Em không nghĩ là một chiếc loa nó nhỏ như thế này mà nó có chất lượng âm thanh quá kinh khủng như vậy. Bởi vì em đang sở hữu một chiếc Soba của Samsung. Thực ra chiếc Soba của Samsung không phải là hàng xịn đâu, nó chỉ là hàng bình thường thôi. Con K350 công suất của nó khoảng 150W và em mua với mức giá chỉ tầm khoảng 1.8 triệu thôi. Nhưng mà đây là một chiếc loa mà em mua hiện tại đến bây giờ, thời điểm bây giờ là em mua chiếc loa đắt tiền nhất mà của em đừng có mà là có sách tay nữa. Thì em phải nói thật với các bác là không thể là một so sánh nổi với chiếc loa này luôn, mặc dù nó bé hơn rất nhiều so với chiếc loa Soba của Samsung kia của em. Âm thanh nó quá là hay luôn, em mở bản nhạc vừa giờ mà em không muốn tắt đi luôn, nhưng em phải tắt đi để nói cho các bác biết, bởi âm thanh nó quá là hay luôn. Tiếng bass rất là chắc mà không bị chói tai, nó đập thẳng vào tim ấy, nó đập thẳng vào tim của mình ấy. Nói chung là rất là hào hứng, rất là cuồng nhiệt luôn. Thực sự là nếu mà để mà mang chiếc loa này để các bác mà đi mà trải nghiệm ở trong phòng kín để nghe nhạc này, hay là các bác để trong quán cà phê, hay là để trong phòng khách này, hoặc là thậm chí các bác đi party, đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại mà các bác cầm theo các bác mở, thì em nói thật, ở ngoài không khí loãng thì chắc chắn với một điều là nếu các bác ngồi xung quanh thì nó vẫn là đẳng cấp, nó vẫn thực sự là đẳng cấp các bác nhé. Rất là hay, thực sự âm thanh là hai bên loa phát ở hai bên này, trong đó tất cả những âm như là âm bass hay là âm check, tất cả âm chi tiết về âm thanh. Để mà nói thì để mà nói thực sự là em là người, không phải là em người bán hàng mà em chỉ là người mà để trải nghiệm loa thì em phải nói là hay nhất từ trước giờ em cảm nhận được luôn. Nó rất là đầy đủ âm thanh, rất là đầy chi tiết, mặc dù là có đập mạnh mấy thì em vẫn nghe tiếng đàn xanh và nhẹ nhàng của cái bản nhạc đó. Thực sự rất là hay, đáng đồng tiền bát gạo, bỏ ra những 5 triệu để mua mà chứ phải ít tiền đâu các bác.